Địch quá mọi người, cởi cáo mọi người. Địch quá trời địch rồi. Này xong mình mấy năm trước rồi, đừng có thừa nha. Đừng nói là xong mình xong mấy rồi, không có xong mình đó này là phun. Phun qua đây. Vô nào. Phun xong là thua là nó góp phải không? Giờ chào mọi người nha. Bữa nay là như mọi người thấy thì chơi là làm món gục khìa, uống rượu đế. Canh trời mưa rồi. Tại hôm gặp mưa gì quá, mưa quá. Gái gì nữa đi. Ba thằng Usum. Trong thời gian Usum á thì mời mọi người coi lại những cái quá trình làm cái món gục nha. Bào chế rửa rồi xong rồi đá sạch rồi ốp tỏi vô. Này mẹ mua này sáng mua gì mà? Mua 2 ký rưỡi. Dữ đó hả? Dữ đó hả? Vậy một chùm ta bán người ta đâu có chịu mà cắt ra đâu. Phải mua là phải mua hết. Tỏi rồi gì nữa ta? Tỏi. Mình ốp trước rồi mới khìa sao hả? Miếng đường miếng ngọt hết xong rồi, khỏi muối hả? Khỏi đâu, miếng hạt nêm nữa là được rồi. Nêm nó cũng mặn rồi, thay thế muối. Vừa thôi nè, còn còn chấm nữa. Nước dừa nè, như đây à? Như đó là nước thịt nó còn ra nữa, nhiều nước dừa quá rồi nó ra nó nhiều chứ đó nó lên lá luôn. Dạ. Yeah. Thôi sau lên rồi mình đổ vô rồi nước thịt nó ra. Rồi là mình làm cách nào mà cho nó vàng vàng lại ta? Thường thường ta khìa nó vàng vàng, cái màu vàng vàng á. Khìa nào cho nó tới đường, cho nó chín rồi đấy nó mới vàng được, nó săn lại nó mới vàng. Đó, chín rồi đó. Chín rồi phải không? Rồi. Ok. Cắt ớt liền giờ không hả? Thôi chút ăn rồi cắt nè. Rồi. Úc, cái gì Úc? Tại hai nó ép tôi nha mọi người, tại vì Usum thua nó hoài nè. Không cần nhớ ép tao, tao muốn chơi nữa. Coi thế là tối quẻ thế này. Tao phải cho nhớ thua nữa thì sao? Ừ. Một hoặc à. Vô. Mấy cái ăn cả một hả? Cả một. Vô Usum nghe bà con có bác, Usum thằng nào thua thằng đó gót gụ á. Thằng cá kéo, thằng đập, thằng cá bao là quê. Mà hai thằng cá đập, thằng cá kéo là nó ăn. Gà cá bao. Thua. Bao cả bầu trời. Bao cả bầu trời. Mày nói cái bao nha. Cái này cái giá nè, đồng nước bao cái gì ta? Cái món cái. Đúng phải cái gì mà cái lọt ơi, cái lọt coi cái bao lọt khu cái này nè. Cái đây. Đây là cả bầu trời nè, cái lọt ăn nè. Ủa sầm đây mệt quá chưa gì, uống thuốc gì nữa. Mày chưa thằng mày mà mày khỏi đâu chứ. Không thằng thằng mày lấy tinh thần gì? Thằng sầm cái mày gái gì? Tao là cái kéo. Tao gài búa đó, tao cho mày cái bao luôn đó. Tao quyết định bữa nay là phải thắng mày đó. Đừng xì cái mẹ út nào búa nè kéo ừ rồi. Mình gặp búa nè búa nè búa búa nè suy nghĩ là cái bao nghĩ. Ngoài đâu sao lồn rồi suy nghĩ nó tất nhiên là cái bao là chắc rồi đó vô một nè tính gì đầu óc nhanh nhẹn lắm mà vô nhanh đi thì vô nè một hai ba ôi trời nói rồi vậy đó nó rồi vậy đó cái chi còn nữa nếu mà trời cay lắm nữa nè nó hên nó hụt nó ra cái kem nó ra cái bào là tới số rồi mày cay ngay tầng chứ không có lẽ là tôi cái màu à có lẽ tôi cái gì cái gì cái gì vậy bạn ra gì bạn tôi thua mấy lần rồi giờ tôi hỏi lại nghe là chưa giao mày giao con nít nào con nít lết tại vì chưa giao giao mày hết đi tao biết hết sao sợ thua ra gì chứ đi rồi ra cái kéo rồi đó mày gặp mày cái gì mày tao nói bao cho mày ăn cái luôn rồi được chưa chị nghĩ cái rồi cần quá bà con cô bác ơi một phút lấy tinh thần á kéo rồi đó lên cái nước lấy tinh thần á cũng tạm dịch cho con cũng tạm giá lắm lầy rồi chưa có hình nữa ở đây có chỗ anh Thái có giá anh Thái Xuất anh Thái à, coi nó ra cái vô tao cũng góc gù thôi ổng hùa hổ tao mày cũng theo nó không nổi ông Thái ơi, hùa tôi ăn đó ông Thái ơi rồi, vô đi
Rồi. Không thấy mình cứu không mình cứu, y mình cứu không mình cứu, má thua nữa. Ê, kêu tấm lầy nữa chứ, kêu tấm lầy về uống chung luôn phù hộ. Rồi. Chơi đi nè. Rồi ra gì không? Ừ. 1 2 3 nè. 1 2 3. Trời ơi trời, tính gì tính. Tôi bao trừ tôi bao rồi tôi. Rồi. Rồi không? 1 2 3. Hồi nãy biết chạy sao không? Mày giái 8 rồi mày không giái tấm lầy, giái em thấy không à. Nhớ mình giái tấm lầy tao ăn rồi. Ờ. Em thấy. Mày xuống nó không bậy thì nhớ giái hai người. Nhớ gốc đúng không? Tại vì thấy chưa từ mình khi nào mình nhậu rồi. Đây, lấy lại, xong lấy cái nữa. Cái con kẹo nữa. Bỏ dưới mẹ chút xíu tao xui rồi tới tao. Mày đưa cái bỏ ngay tao tao có xui đâu. Bữa nay là ngày rằm ngày cúng cô hồn. Ruột khè mọi người. Để giữ cái dạng mới được. Thơm lắm. Quá thơm luôn. Bát ngát sùm luôn. Chấm tương đúng không? Có nước tương kìa, tao chấm nước là tao thấy chày chấm nước mắm chua ngọt ăn im hơn mày. Thấy nước mắm lọt quá là. Cái này chắc cỡ 3-4 kg quá nha. 2 kg mấy? 2 kg rưỡi. Teo lại. Mày kìa hay giảm kìa nhá. Bà già già đâu kìa. Tao làm sơ chế. Này làm nó lâu mà ăn nó ngon. Ừ, bữa này quên tôi. Bữa này thật thiết 15 nó cho quên. Cắt cái cục này ra nó hút, cục đó con hút. Ừ, cái đó đó. Tao quên thiết hay tầm 15 số đó, năm trời. Đó đó. Vậy ta. Cái đó cần vô chơi á. Ờ cái đó cái kia bằng gì quên này. Cần vô chơi á, cái luộc. Này ra lạ ra. Cái đó ngon lắm. Lần bông đáy. Người hay đáng. Trời ơi, cái tay trái gấp không có được, tức. Rồi, rồi. Để nó nhớ uống cốc nữa, tao đi chỗ tao quay lại, quay lại có nước rượu sao nha. Quay tao lúc sau nha. Chị cô. Mời bà con cô bác thôi nha. Chị muốn cái gì? Anh em có về rồi liên hệ với mình nhậu chơi. Số điện thoại của mình là 0944 941 0. Lấy gạo ra đi. Anh em liên hệ nha. Cái mình chia đồ chai ra, bữa nay gần nữa. Ôi gì, bữa nay lấy đồ. Ai mà lấy gì á, bự một chút đi. Dễ bự chút đi. Dễ bự chút đi, chia bao quá. Dễ không xào à. Xào. Ừ, tao coi xin cái ít à, bữa nay mấy bà. Đúng rồi trời. Đổ này dễ thôi, cái này dễ thật nè. Ừ, đúng rồi, đổ luôn đi. Không đủ. Đủ không được, phân ba bên, đủ nè. Đủ, để dùng lên đủ. Hay hoài ngươi. Sườn non nó đủ mày. Lắm nữa. Này, 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 này. Xin hơi bự nè, chút hai cái này. Có nào ngon không? Ngon lắm, mẹ ăn đi. Bồ này kìa. Gì? Không có là buồn gì đâu, tôi rước vợ đi chùa cúng. Không có buồn gì đâu. Xong này thôi có cụ nè coi. Nãy gặp mà anh nữa. Ủa xong này thôi có cụ nè. Đi ngang chùa mày. Chưa à. Ủa xong này. Ai đi ngang chùa. Ai cũng múc một bọc cù lao hết trơn. Chú lấy kính vô xin rồi. Tôi cho lại nha, chùa nó cho. Vô lại. Chùa xin rồi cho, mà thấy xong mình tùm lum nó cong, cả nói này nó. Làm cục nó kỳ lắm mày. Chú nói này ai chứng đâu. Đám bảy gì cô hồn. Xong này là thua có cụ nè. Hả? Tao mày xong mới nó làm rồi. Thua cụ là thua gốc quyết cụ. Rồi mày. Một cái một ha. Ừ. Giá gì? Tao ra kéo á. À, kéo vô vụ vụ cho giá này á. Tụi công thì vụ tao á. Chứ mày coi. Cái số. Mày đừng khóc. Cái số. Cái số bỏ gì số tôi rồi nữa là. Cao nói tao ra kéo rồi mà. Không có lời thì chối rồi. Bữa nay là ngày của bạn rồi. Em ơi đừng khóc trước mắt em đi. Em share lại đây. Cái thằng đó hả? Ừ, như thằng nào quá ngất được chứ mà có gì. Bông hồng tao cắt thất bại vậy. Cái bông gì? Bông dâm mục. Được rồi bà con cô bác ơi. Mày vô hoài luôn, nãy giờ mày uống tao vô biết như là ngồi tao xỉn luôn. Hơi cay thiệt bột. Đó là nó cay nhìn môi không à. Nó thơm. Được cái nó thơm. Mà nó cay được cái vòng vòng nếp này không à. Chết bà mặn chát luôn rồi. Hương giờ nó nhậu không chạy. Có cái thời gian đó mà nhậu. Nó về với chồng đây. Chúng tôi có chồng có con nhậu rồi. Nó cũng không nhậu luôn. Chậu trùng đen nó đấm cái gì. Trời đấm. Đó.
không nhậu thôi. Nhậu trừ khi có thằng Đen. Trời, ý là cũng như là có, cũng như nó lại đây nè, khi cái này cái kia nó không có nhậu đâu. Hai ba lần nó cũng không có nhậu nữa. Hơi bệnh lắm mày ơi. Thần kia khỏe bệnh lùm lum lai. Bệnh nhức đầu. Không khổ là bị bệnh gì đi Bạc Liêu nữa. Như bệnh á, bệnh gì ai biết. Càng đẻ gì rồi ai biết rồi. Đúng rồi nhá. Rồi. Ê, vừa hợp có người bình luận lên rồi nói mày, mày nhớ không? Mày nãy mày uống nước hay gì mà? Thì tao uống, tao uống đi cụ, tao ăn miếng ngồi tao uống nước, tao chấm tao nó hơi ngập, tao nó hơi mặn cái nào. Bỏ mày nhớ có gì à, Kim Quỳnh hay gì nè, bình luận lên. Mày nhớ không có? Có. Biết gọi tao coi biết bình luận mà khi gì đang nói chuyện chứ quên á, ai mà tập trung vô góc cụ suốt đâu. Ê, bữa đó tao góc bộ. Thì mày góc, nhưng mà tao đâu có đụng tới đâu. Cái gì mà tao uống rồi. Uống rồi nó góc đầu không ơi. Gì nó uống rồi. Tao có tao đi rồi nướng cá không tao có đụng tới cốc nào đâu. Mày với Đen Đen là uống ba cốc, mày uống hai cốc tao chưa uống cốc nào nữa. Vậy mà lại uống rồi. Uống rồi là cũng sao. Mấy cốc sao á. Vì đem chén nước mắm xuống rồi tao thấy nước mắm mà tội hơn nước tương tao. Uống rồi tới lớn nè. Nước mắm gì nó không có mỹ miều gì. Nước mắm chai gì vậy. Nước mắm chai nó lại. Tư ha. Cái gì có mưa đó. Ờ. Cái mong mưa trời mà. Thôi, đây gần gì quá. Bạn gái chỉnh cho cái nhóc hết trơn. Nói mấy mình là dân vua hồn giang hồ nó không chịu đi. Biết không? Nó vừa không nói chung là mà nhà xong mình mà tâm mình tịnh. Lòng mình không có ác. Còn mấy thằng á, ta đi á. Chạy xe tay ga, ra đường giật cơ mà. Đeo mắt kiếm rồi đó. Mà gì mày làm cái đó ngụy trang không ai nghi ngờ. Mày làm gì mấy người ngụy trang được. Ngụy trang giật cơ mà. Còn mình nè, xăm mình cái thấy mình hơi cái Xa cô hụt cất ảnh gì vậy, xa. Còn mấy người kia y ha, cắt ngang cái chạy cái dèo cái dầu thơm thơm phức luôn nha. Ủa má xài dầu thơm lít không đó. Băng dày gì dày hiệu không đó. Dày móc không à. Dày móc không à. Mấy đó lúc nào cũng xe có cái móc gì không? Móc. Lấy đậu cái bẩn luôn mà. Mày ra ngoài giả danh trí thức. Giống như đánh lừa. Kè. Còn mình đánh lừa lòng dân phải không? Mình là dân mạng. Chứ bộ, đúng không? Mình có sao như vậy? Cái đó là cái câu nói rất hay ngày xưa. Tao nói là từ đó là lưu manh giả danh. Đây. Mình có thiệt chứ bộ. Với lại những cái trường hợp ngày xưa mà trên mạng nó hay phản ánh là cái vụ mà mang về ống mang về theo cái tình người á, phải ăn cani cầm theo cái vali là chuyên ra những người làm công ty đa cấp. Nó làm cho biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa, vợ chồng ly tán, bạn bè xa lánh. Nói chung cái môn đó là đa cấp á, thì đúng chắc đa cấp thì nó không có xấu hết, nhưng mà cái này là đa cấp biến tướng, cho nên nó làm biết bao nhiêu là gia đình ly tán rồi này kia, vợ chồng con cái rồi ly tán, là gia đình bạn bè cũng xa lánh luôn, rồi cứ hăng tàn ma dại, rồi nó ở với nhau cái gì như gà với vịt gì. Mà ra ngoài đường thì bảnh tẻn luôn đó nghe. Ăn canh đi quá chân thần. Chưa biết được có tâm người ta được. Cho báo quần áo không giỏng nè. Nó nằm giỏng chứ. Đi ngang cái né ra. Thôi qua bên kia mua đi. Thôi hả? Ừ, nó mới giỏng. Này nó xăm mình quá gì á. Không mua chắc nó quýnh à. Trả giá mày bậy quýnh à. Bậy tôi đi xong rồi sao đó đó rồi ha. Bậy sống cái lòng người đâu ai biết trước được. Những người ta cũng mỗi người một tính khác nhau, mỗi người một quá khứ riêng nhau, với mỗi người một hoàn cảnh riêng nữa. Xăm bây giờ là cái nghệ thuật thôi, cũng như là cái thích thì xăm thôi, có gì đâu. Nói thẳng nghe. Thôi. Chứ đâu phải. Bây giờ nè, mày học ra trường, một thằng thì phái nghề bóng đá, một thằng thì phái nghề dược, một thằng thì phái nghề thầy giáo. Rồi
Rồi tao học chưa tới nơi tới chốn người ta ai nhận tao rồi vợ. Buôn bán kinh doanh nó lẻ, nhà có đất có đai đi buôn bán hoặc đi học khỏe sống khỏe về nọ chứ đâu phải mày tưởng mày học cái nơi tới chốn mà mày hay mày nói nói chứ đó, mình không muốn nói là liên quan tới những cái vấn đề mà nó sâu xa hơn. Thầy giáo rồi này kia cũng có mang tội rồi ấu dâm đi với học sinh rồi vấn đề nó lọt trời lọt trái rồi kia. Kinh doanh hay là cạnh tranh. Kinh doanh hay cạnh tranh bất cứ gì bằng ăn gì phải không? Nhưng khi mày hiền quá nó cũng chà đạp mày nữa. Sống thiệt luôn á. Hồi buổi bây giờ đó không phải. Thường bây giờ mấy nhân hồ hoặc mấy dân chơi rồi. Nghỉ hiệp không à? Đúng không? Tại vì cái lỗi làm nó biết rồi, nó làm nó chơi nó biết mà. Chạy vừa chạy ngang là nó ra nó bắt cóp đồ, nó ra nó đánh đồ không à. Chạy xong không biểu dương mấy người đó. Đúng không? Mà ra đường thấy nó xong mình rồi. Nó này nó nọ. Còn đó, đó. Bận đồ xe động. Giật một cái đi. Rồi mấy đó đó, trí thức đó, nó đi theo mà nó gượt cóp vào đó không? Nó dám được không? Nói chung không phải nó lơ không mà. Gom lại là cái vụ nói về xong hay không xong, nhưng mà xong hay không xong mà kệ cái đó cơ thể của mày muốn làm gì làm. Không ai nói gì được hết. Nó, nhưng mà buông ra mình đừng cứ làm gì mà sai trái với pháp luật, sống đúng với lương tâm là được, đừng có lừa bản chất mình đi, sống thẳng với lương tâm. Là cái gì là được rồi. Chứ mà cái cơ thể mày làm gì làm muốn gạch tay xé chân gì hô kệ mày muốn làm gì làm. Chứ hỏi tại sao mà những người ta vậy sau này người ta làm việc thiện xong? Tại vì á cũng hai ngày tháng mười á, anh đang sợ giờ 2022 rồi, tại nhà này, nhà nào cũng có lứa xong, ừ, nhà không có ngoại hoặc cháu nội, mỗi khi đám về cũng không có lứa xong, ừ đúng rồi, đó là dòng họ ai cũng có người xong mình, tại đó mọi người, cái môi trường đó, nhưng mà cái này cũng như mọi người nè, ngày xưa thôi, lúc mà những năm 2000 á, mà vẫn có đầu thôi. Cái đầu vàng thôi là bị người ta nói. Bị nói đó. Đừng nói kia rồi mình để mái tóc mà hơi dài dài sụp sửa là nói mày cái ba gai rồi đó. Để mái tóc dài dài thôi là người ta nói mày rồi. Mày đầu mày nhọn cái đầu màu vàng của người ta nói mày liền. Con gái cũng gì nè. Hỏi nói đâu? Con gái ở quê mình nè. Cái cầu nói mà nhọn cái đầu vàng cái. Nhỏ này chắc dữ lắm rồi. Chứ thực chất ra thì cái sự học hỏi thì ngoài cách sống ngoài thôi chứ không có gì mà hư hao gì đâu nữa. Tại vì mỗi người đúng rồi. Tao á. Hồi đó tao sợ lỗ tai á. Có hai bên đâu đeo đâu đi qua đường đeo đi qua đường gắn vô về nhà cởi ra cây đường gắn vô và đường cởi ra trời đó là cũng có mày đó nè còn nó giấu rồi nè thì cái vụ gì đó đi ngoài đường á xỏ vô về nhà cởi ra kiếm cái cổ tại xương cà bá nó cài vào cái nút trần vàng luôn mà mày còn cái gì mà hot lúc trước bận quần mỏng lo mày nào mà chơi mà đi xuống núi còn thợ mai nha ông mai làm sao mà ở trên khúc đùi mà ôm nha ở dưới mà cái quần ống ở dưới mà nó lộ ra như cái đo vậy á đi ra ngoài nó không độ bà cố luôn bây giờ nhìn những cái còn đẹp mà để mấy tóc dài nha để tóc dài nè trời ơi rồi lấy ba cái dầu dừa á lớn biết dầu dừa không dầu dừa mình thắng ra cái dừa sức vô cho nó bóng tóc trời ơi đi ra ngoài gái phải lắm dầu dừa rất là hiếm nghe không phải là hiếm với chú quan trong quê mình biết thắng thì mình thắng làm được còn dầu dừa tao bán mắc tiền lắm chứ phải rẻ ở đâu không biết nó dầu dừa thắng rồi mày biết đó. Mày biết làm cái chi không không phải là sức cho bóng tóc mà cái dầu dừa nó rất tốt cho cái việc bị gạn da mày sức vô nhất là những người mới đẻ người ta thường thường sức những người mà mới sinh con á kiếm dầu dừa sức mấy người bị gạn da rồi đó là dừa sức không đó mấy cái vụ đó là phòng độ lắm à ai cũng từng chạy qua cái ở đây chạy dưới chạy nó cây ngầm nè ớt này không gãy nè hả có gãy tao chơi ớt cây mà bắt ớt kia tao mua bắt ớt mà trái đổ quét mà nhà thò tao đâu có mua đâu đó đó vợ tôi gió này qua ăn hiểu cớm còn nhiều lắm trên nhà còn nữa kìa tại nó đụng nó chưa hết á ăn mạnh miệng để ăn được đụng nó đang ăn ngon nhiều đại đi đeo còn cái từ cái nó hình nó ngán ngồi vô luôn bà con ơi mọi người biết số điện thoại mình chưa
để liên lạc cái có những người anh em mà muốn về chơi các không biết đường liên lạc thì cái số điện thoại của mình là 0944 941 070, số Zalo mình luôn. Trên cái tiêu đề có gì mà phải không? Trên cái có mà những người mình xem bằng TV rồi người ta không biết, đâu có xem được cái mô tả ở dưới đó. Không luôn quá. Không có là gọi có ông nào đó Son Ti gì ở Sài Gòn gì về đâu miền Tây chơi rồi cái muốn đi chạy về mình chơi nè mà không biết đường liên lạc. Còn nửa tháng nữa là bắt đầu cắt lúa xong là chuột ở đồng giữ thần chuột gắn ha, tao sẽ mày bắt cái này là con út nó bánh canh chuột nó bánh canh gì ông. Tao đó tao kể rồi, tao một lần một chi nhất trong ở đâu ở trong Bình Dân trong á. Nhưng mà anh em làm nấu bánh canh là sao kìa, nó chặt ra nó bầm ra. Ờ nó bầm ra thì cũng như là thịt, như thịt mình thôi. Ờ mà có dùng mà ăn chưa? Không mà hậu nó ngon à. Chuột thì phải nó ngọt mà chuột nó cháo luôn nè. Ăn chưa? Chưa. Chuột hấp hấp cơm ăn chưa? Cơm ăn rồi, cơm mẻ ăn rồi. Nhưng mà chuột cái dùng nó bánh canh đó ta thì nó cũng như thịt heo vậy thôi, có gì ăn tưởng mà nó ngọt. Mà cái dùng mà đem đi nấu bánh canh ăn một lần một cái trong đời luôn. Từ đó giờ tôi muốn làm lại cái món đó hoài luôn mà nhưng mà nó chưa có dịp, tại món bánh canh nó rất là công phu cực khổ. Xay bỏ nhưng ngâm. Mà mấy người không biết nấu bánh canh hơi sượng. Vậy mà không hiểu sao không? Bánh canh bây giờ á không mềm nữa. Mua đồ về sẵn vậy làm không mà bánh canh phải là giống như cái chai mình, cái chai Mỹ á, quấn bột vô cái gì nè, cầm cái dao cắt vô cái nồi mới mới muốn ăn bánh canh phải không? Là tối phải ngâm gạo. Sáng xay rồi dằn bột á. Dằn rồi mới mà vết chưa chưa gì đó bắt đầu là quẩn nó bắt đầu làm. Chứ không phải là muốn ăn là có liền đâu, mua ba cái bột về mình ấy đâu. Trời ơi, mua ba cái làm sẵn về ăn ngon lành vậy không? Bởi vì tôi mới nói là nó công phu tụi đó đó. Ý. Là thế rồi. Má nó gọi là kêu giọng chén nữa. Còn ai cho hai giọng nó cũng dán đi. Nó có kiến ăn đồ chai thì nó lại bu món chai mà không nhút lớn. Sao không biết? Tao để bé cho. Bé nè, con nó chơi chạy nãy nó xuống ghế chùa ăn mà chai cái gì? Ừ. Chơi. Đổ gấp chung mà ăn rồi đó. Rồi đi vô đó rồi sao? Rồi đi vô chùa rồi. Em giấy vô chùa em giấy em. Giấy con bầu hả vậy? Giấy thằng đen mau chết lấy chồng khác. Ý. Giấy vậy đó. Xà thuốc không? Ai nói vậy tôi? Dạ nè, nó giấy là Yamaha 503 Tokyo con chấm cá kho giác không mẹ là na xa thuốc à đồ mày che chặt cái măng bồn nè mày túi xin ba đi bắt vô em nó phải chạy mẹ đi vô chùa đốt nhang gặp ai rớt tiền lụng luôn à mô Phật lụng về nhà xin Phật ra ra cho con Phật ơi bỏ đi tao lắm mày. Ủa nhiều quá ăn nhiều quá con ơi. Mấy bà đây ngủ ăn cơm hết trời mà sợ. Mấy lẩu ngon quá, lẩu lẩu cho trai á. Lâu mấy giờ thấy lẩu. Cô lá. Thẻ quá, 100 thẻ. Mấy tháng là 5 tháng hả? Tôi đâu có xanh đâu. Hơn xanh thẻ luôn à. Ê, nói với bà chồng. Rồi à. Nói với bà chồng. Chồng gì thì vẫn phải chịu cơm đi ăn cơm nữa. Chịu đi chiên. Sao bà chồng nói sao? Xíu mà con có bầu à, bà chồng cười. Tổng mà, có con gái. Có liền không? Thiệt kệ mẹ anh ta nhiều à, con gái một cái rồi. Về giống mày mà hở ra kìa, rồi không coi đâu, coi luôn mắt sao. Vậy luôn. Bà nội mày ra. Ở với mày bạn bè không lẽ con mày, vú vợ mày. Tôi nói nghe. Vợ nó đang cho con nó bú thôi chạy lộng á. Đúng rồi. Cái đầu tao đâu có nhìn đâu. Ta đi chạy kia đó mày cái sao chập con nó đi. Ý vợ nó đang cho con nó bú nhìn vú vậy đâu kìa. Nó làm cái trời lòng mày mà nó bắt cỡ nó đụng quẹ là gì ha. Trời. Thứ gian gì không trời nó chuyện gì trời. Cái gì nó chạy ra thấy ta đang cho con nó bú mà vô nhìn vú chi vậy. Nó đụng đều gan. Hai vợ chồng luôn hả? Ta đi gan. Hai chồng. Nếu con nó bú ta đi vô khác là nghỉ cho nhìn luôn nghỉ vô luôn rồi. Hai vợ chồng luôn hả? Ừ. Có thiệt không bộ. Lại kiếm đam mà nhịn vợ đâu mà đang cho bố nhìn rút ra con có chuyện là bộ lớn lớn hết hồn rút ra đụng rút ra cái vú này nó muốn luồn mắng nhậu này vú 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 vú
nói chuyện nhỏ nhỏ. Thấy con đang ngủ đưa cho ngủ rồi ha. Vậy em, chậm mày đâu rồi vậy em? La không chậm, nhỏ kia phải giật mình rồi rút đầu nhìn cái là. Ê thằng này kia thằng má, rõ ràng ha. Má xạo ghê, tự nhiên nhắn tin cho mình đã cái nói trên hôm qua tôi coi. Thế là biết nhắn tin của nhắn đã cái nói đừng nói với ông nhớ với ông Út nói biết nhắn tin chết mẹ. Tới muốn gì mà. Ủa sao mà không nói tao mà không nhắn mà là biết đi mà nhắn đã cái nói. Mấy hôm qua tôi mở lên tôi coi tôi tức. Cách sao? Nhắn cho mình đã lắm. Biết chết mẹ hay lại mai coi đi. Xạo dữ thiệt chứ. Ai? Thì thôi tao nhắn đừng trả lời. Nhắn nào có thế đâu. Ờ, nhắn được. Ừ, Vĩnh Cụ ơi, cái này nhắn lại cái này không biết, biết. Bữa nó có nhắn đâu. Nhắn đâu? Nhắn nhưng mà em coi trên ấy quên nhớ hôm qua nè. Tức thằng này nó ngủ gì trời. Tao đặt bẻ đầu nó quá. Gì? Tao gửi nó gì, tao gửi nó gì mà câu cá hả? Em nói gì nè, thề không yêu để tiền câu cá. Mọi người nghe nha mọi người. Vĩnh câu cá, Vĩnh câu cá. Giấy bẹp bạc bạc nè. Nó gửi cho em thề không yêu để tiền câu cá. Thà không yêu để tiền câu cá nha mọi người ơi. Mà con cá này bạch ở trên ấy á, trên lưới gì đó. Cái này nó đang ngủ. Đây đây, này câu cá đi, thì câu cá đi. Đừng nghe, tao đâu không đâu. Tao kêu như này bỏ mà. À, có luồng gió thoang thoảng qua rồi đó. Coi trên mạng cái vậy có cái clip kìa, cái thằng chồng chở vợ đi câu cá. Ai đừng để cho có bầu à. Đang giờ đang sắc đây. Đẹp đó. Mà đang tươi. Ai uống? Ê, hồi đó nha. Ừ, tôi ngủ. Có nghe không? Má ra đường á nhịn vợ người ta thấy hàm. Nhìn về nhà nhịn vợ muốn thả chó vô cắn chết mẹ. Ê, ông thấy vợ của thằng gì xong mà. Thấy vợ cái thằng gì nhà dưới mấy sông con của bà mập bán đầu tươi đó. Mà không thử nhanh á. Hồi đó phụ nữ mà có bầu là xấu nhất, phụ nữ là giống như nào có bầu xấu nhất thôi, giống như nào cũng nhất. Hồi đó sao mới bầu đẹp hơn hoa hậu nữa. Ừ. Hiểu không? Ừ. Đó mặt kìa. Hiểu không? Hồi đó em nhậu tới gần đẻ luôn anh nhớ. Em nhậu 8 tháng mấy còn nhậu nữa. Buồn á, buồn nhậu hoài. Còn hoài luôn, nhậu gần đẻ luôn á. Uống ba rượu trắng này nè. Đẻ thằng y gan nó lị trâu. Làm gì nhậu hoài. Nghe anh ta. Nhậu vậy hả? Dạ. Trời chuyện dạ. Dạ. Dạ luôn. Trời. Nó dạ luôn. Nhậu vậy hả? Dạ em nhậu với em đốc với chủ kho bạc.